Rồi sau khi đi Đồng Nai về thì Thạch tiếp tục qua Đức Hòa Long An để xem con cọp Đức Hòa Long An nha anh em. Thì giờ Thạch đang có mặt tại chỗ mà Thạch chuẩn bị được xem con cọp đời 99. Thì giờ đợi chủ dắt ra để Thạch xem. Ra tới rồi anh em. Đó bạn mấy con. Rồi, vậy là Thạch lại có phước bắt được thêm con cọp nữa ở Đức Hòa Long An nha anh em. Xe Đức Hòa Long An nhưng hộ khẩu của em nó là ở Đồng Tháp, thì Thạch bây giờ Đồng Tháp ở Sơn. Thì đây, mỗi nguyên một con cọp 99 kia Thạch đã bắt tại Đức Hòa Long An ngay sau khi đi Đồng Nai về, thì sẵn qua đây xem nó thì hốt nó về luôn. Thì Thạch thấy mình thật là may mắn và có phước. Thạch giờ thích lắm, anh em nào á có cọp không xài đậu hoài nó hư á bán lại cho Thạch đi, nhiều chiếc Thạch mua hết, alo cho Thạch giá cả hợp lý Thạch mua hết. Rồi thì bây giờ Thạch tiếp tục sẽ mang nó về Kiên Giang, nơi mà Thạch có thể chải chuốt cho nó được đẹp hơn hiện tại nữa. Cái này là anh xài cũng kỹ lắm nè anh em, không phải vàng vừa đâu nha, tại dầm vừa đâu. Đó, keo nguyên vàng áo. Keo nguyên vàng áo nha. Đây Thạch cho anh em coi mấy món đồ dữ nữa nè. Màu đen đúng không? Đồ này mới ghê nè. Nhỏ nhỏ mà nó ghê. Đây. Anh em thấy gì không? Sao thật thấy nó đang thui lùi vậy? Nó rin mà nó chạy chỉ luôn rồi. Để Thạch mở đàn cho anh em coi nha. Khó quá, bỏ qua đi. Đang thụi lùi không thấy gì hết. Để về nhà Thạch gỡ bung cái sườn nó ra, Thạch quay cho anh em coi. Nên xài cũ cái bóng luôn. Cái bô cũng như cái kiếm. Nó chạy luôn. Rồi đi đi.
giúp gì xong. Rồi thì cũng tính cho anh em giao lưu với chủ xe nhưng mà chủ xe mắc cỡ cho nên Thạch không quay. Thì Thạch chính thức bắt con 99 nên sườn gốc lên mà còn tuyệt đẹp này, sườn gốc đẹp lắm nha anh em, máy nguyên chưa đụng điện. Thì Thạch chính thức mang em nó về Kiên Giang và Thạch sẽ chăm chút nó, chải lông cho nó, tắm rửa cho nó sạch sẽ, sau đó gấp từng chi tiết sườn bọng lên cho anh em xem. Rồi Thạch chào anh em và hẹn gặp lại anh em ở Kiên Giang ở nhà Thạch nhé. Rồi chào.